39 nha nha mấy chị nha. Hàng cô tông của em là mấy chị yên tâm. Cô tông của em là mấy chị yên tâm, 39 ngàn mua đi mấy chị ơi. Sai ừ, sai con mày. Sai con mày, để từ lên. Biết nó toàn không? Cái này em cắt size tới 18 kỹ nha mấy chị nha, size tới 18 kỹ nè. Bán tặng 39 ngàn hôm nay thôi nha mấy chị nha. Xe like cái này nó bị ché hay sao vậy ta? Mạng nó bị gì không ta? 39 8 kỹ. Kim Yến nha. Hàng của em cắt cô tông hàng đẹp lắm nha mấy chị nha. Hương cỏ 13 kỹ nè. Trời em nói là hàng cô tông của em bao đẹp luôn mấy chị. Mười lăm mười sáu cho chị Đặng Hương này, nhớ là xe like nha mấy chị nha. Này em bán 75 ngàn á mấy chị à, chứ không ít đâu, em nói thiệt luôn. Cái này em còn bao nhiêu là em xả mấy chị hết. Váy Doraemon hình như còn á, còn mà còn còn size 12-13 kg đổ lại à. Set chip này bán tặng cho mấy chị 45 ngàn, hàng rất là đẹp luôn nha. Hồi nãy em nói bao nhiêu là em không nhớ luôn á. Nè, set chip này 39 ngàn, set chip 39 ngàn, cái size tới 17 kg nè mấy chị, 39 ngàn. Em này em bán lái lọc thôi, 39 ngàn. Nè chị lấy sọc, chốt sọc nha, có sọc xanh và sọc đỏ nè, sọc xanh và sọc đỏ nè, hàng đẹp lắm, hàng đẹp lắm. Ôi, bán full lọc thôi, không có chiếc 8 thôi, không có chiếc 8 kg, còn hai bộ à. Đặng Hương gì, lái cái gì vậy chị Đặng Hương? Lấy một bộ cho bơ và một bộ cho heo, một bộ cho bơ bơ lá rừng nha. Bơ lấy đồ này với lấy để coi heo lấy cái gì. Heo lấy bi bi cho mẹ. Nhiều đồ lắm, còn nhiều đồ lắm. Còn nhiều lắm. Ok. Rẻ 39-49 ngàn thôi, bán luôn 100 ngàn cũng được, không sale đâu. Bán luôn 100 ngàn. Này cái set này nè mấy chị ơi, hàng đẹp. Set này. Hai bộ cho hai đứa thì chị lấy một bộ. Ừ, em lấy một bộ này nữa cho chị Đặng Hương nha. Hai đứa cùng mèo này. 39 nè. Chia la lên đi mấy chị. Size 10-12 này, hàng đẹp lắm luôn. Này, bán tặng luôn mấy chị. 9 nha, đó. Em nói chia la lên con. Xu bữa nay 20 kg không chị? Xu bữa nay 20. Cái này hàng đại nè mấy chị. Cái này hàng đại là em bán lỗ luôn. Cái này là bán cô bán lấy lọc, không có bán lỗ nha mấy chị nha. Chắc cô tông bao đẹp luôn này. Cái này em bán lấy lọc nha, cũng không có bán lỗ đâu mấy chị. Cái này bán lấy lọc. Bán lấy lọc 59 ngàn bán lấy lọc. Bán lấy lọc 59 ngàn. Nè mấy chị, hàng cô Quảng Châu hàng rất là sướng luôn. Cái này em cắt size cho tới 27-28 kg. Mèo vàng này, size tới 27-28 kg. Cái này em có mèo cam sữa và mèo vàng. 59 ngàn bán tặng nha mấy chị nha. 59 ngàn. Cái này em cắt size từ 14-15 kg đó chị. 14-15 cho tới 20. Cái này hàng đại. Chị nào lên số kg thì em nhặt cho nha. Lên kg em nhặt, em có 2 mèo. La lên giùm mấy chị. Cam sữa 13 này.
Nó có rộng một xíu cũng được mấy chị. Cái này nó có rộng một xíu cũng được. Vì hàng cái chất nó rất là đẹp luôn. Chị Hương cả 59 này. Mấy chị Nguyễn Phượng ok thế chị. Mấy chị ơi, hàng em bán lá lọc nên là ngày mai em đi hàng hết nha. Mấy chị muốn like cái gì để em like cho nên là mạng gì đâu qua không được ta. Mạng gì đâu nó yếu xìu vậy trời. Em còn nhiều lắm đó chị. Đó, bán tặng 29. Chị nào lấy vàng chốt vàng, lấy xanh chốt xanh. 29 29. Sao cái máy này của em nó bị gì không biết nữa. Quay 29 này. Cái này em có bàn mà từ 7 cho tới 10 à. Tới 17 em chị. 29 này. Cái này em còn là đen bán tặng 29.000. Bán luôn 29 nha mấy chị nha. Pyjama 29 nè. Màu xanh cho bơ ok nè. Nè mấy chị ơi, cái này size 7 tới 11 11 kg thôi nha. Size 7 tới 11 kg này bán tặng 29.000. Pyjama. Pyjama đi nè. Xanh cho bơ. Ok xanh cho bơ. Xanh hết xanh cho bơ rồi. Lấy vàng ơi, thằng bơ thích vàng. Thằng bơ thích vàng. Thằng bơ nó thích màu vàng. Lấy màu vàng cho thằng bơ nha. Mờ chị, chất mạng nó yếu á. Chất mạng nó yếu á. Bây giờ mang bán tặng 29.000. Em trẻ biết nữa, mạng nó bị gì đây trời. Pyjama BB nè. Mấy chị ơi, có đơn inbox giùm cho em. Địa chỉ số điện thoại không cần cho trên này đâu nha mấy chị nha. Hôm nay khai trương nên là em đi hết nha mấy chị nha. Em không có để nha. Cái này là em bán là vé đi ăn cho mấy chị. Đẹp lắm mấy chị nè. Pyjama bán tặng cho mấy chị 49.000. Đẹp lắm luôn. Lái vàng rồi, lái bơ rồi đó. Pyjama bán tặng một hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Ma 49 này. Cái này em bán tặng hết cho mấy chị 49.000. Trời ơi, hàng pyjama gắn của em hàng đẹp lắm mấy chị. Nói chung là hình như là size lấy đủ về nha mấy chị nha. Hàng đẹp lắm mấy chị muốn mua. Em sĩ cũng không có 49.000. Nó đi mất lọc liền, nó đi mất. Mấy cái mẫu này em cũng không có sĩ 9.000 luôn. Pyjama bí. Pyjama bí heo lấy bộ màu vàng này đi. Pyjama cho bé heo. Gánh này mấy chị, hàng đẹp lắm. 49.000. Cái này em bán em lấy lọc lên. Có tiếp tiền ra mấy chị. Bao nhiêu em tặng lọc cho mấy chị cũng được. Cái gì đó. Màu xanh này, màu xanh này. Bao nhiêu em tặng lọc cho mấy chị. Hồng á, hồng nè, hồng này nè. Này nha, lá hồng này nha. Này, lá hồng này đỏ màu vàng lại. Có chị. Có cho mẹ. Cái này cho. Có nhiều lắm. Cái này em đang la cái này. Cái này em đang la cái này. Pyjama bí chai gì lắm, mèo vàng, mèo vàng nè. Vàng hạt mèo xanh. Mèo vàng hạt mèo xanh. Chị lắm mèo vàng hạt mèo xanh. Vàng hạt xanh nha chị, lái vàng hạt xanh. Chị lái vàng hạt xanh là ok. Pyjama 15 xem không được hả chị. Rất Pyjama hết 45 rồi. Vàng còn size 15 cho Định Hương nè.
Nhỏ lắm hả? Hay là mày bật cái lô lên đi. À, 29 cộng 49 50 50 cộng 30 80 ngàn 80 bán 79 ngàn nha, bán 79 ngàn, bán 79 ngàn bán. Cho em bộ xanh 11 cái ok chị, bộ xanh 11 cái gì bây BB 4 này. Set con heo chưa? Set này size 14 15 mấy chị nha, 14 15. Bán tặng cho mấy chị 9.000 cô tông tiểu hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Em này. Túi mặt vô tư nha mấy chị nha, tại cái này size 7 nhưng mà trừ heo. Giải chứ đâu phải nó nhỏ đâu mẹ. Tôi đủ thừa tôi nó. Vàng này mấy chị ơi, 49 ngàn đẹp lắm. Vàng nha mấy chị nha, size 12 kỹ nè. Size 12 vàng 49 ngàn. Hồng nè, hồng còn size, hồng còn size 12, 14 nha mấy chị. Hồng còn size 14 này, nơ tim này trời ơi đẹp lắm. 12, 14 mấy chị ơi, 49 ngàn. Xe lên dùm cho em cái lý coi và em like phát triển cái bay của em không nổ, em đang suy nghĩ làm cách nào đây nè. Bán tặng 39.000 voi. Voi nha mấy voi, voi size 91 kg. Size 91 voi bán tặng 39.000. 39. Cái gì vậy? Voi 39. Voi này mấy chị ơi, body. Body ảnh luôn nha mấy chị nha, hàng đẹp lắm. Cái này size 911 đấy nha mấy chị nha, body bán tặng 35. Hàng bao đẹp luôn, hàng cô tông cơ giản lắm, hàng xịn lắm. Áo đen này mấy chị. Size 14 15 16 kg nè. Size 14 15 bán tặng nha mấy chị 10.000. Áo này nha mấy chị nha, áo này size 92 kg mang được. Tặng nha mấy chị nè. Mấy chị comment tặng lên giúp em. Comment tặng lên giúp em. Cho em áo đen 10k này hả? Áo đen 10k cho Định Hương. Tặng hết rồi chị ơi, tặng hết rồi nè. Sọc này mấy chị cái đều mặc được nha, bán tặng 39.000, chị nào lấy chốt sọc giúp em. Cái này hàng mặc sướng lắm mấy chị ơi, những cái hàng này em bán cho mấy chị 65 chị được đầu mấy chị biết. Em yêu đâu. Cô tông xuất hàng hôm nay bán tặng cho mấy chị 35.000 một bộ. Tông xuất hàng nha. Những cái này em còn size nhỏ nha. Những cái này em còn size 11 kg đổ về thôi, xuất hàng á, xuất hàng cô tông. Mấy đây mặc sướng lắm mấy chị ơi. Nè, cô gái nè. Cô gái này bán tặng 35.000 một bộ. Cô tông xuất hàng. Giá đó luôn á. Kỹ cũng không có giá đó luôn đó mấy chị ơi. Đầm này bán chị nè. Nè, đẹp chưa? 20 size 4 cho tới 10 kg. Em còn size 4 tới 10 kg bán tặng 20.000 nè. 20. Sọc cá sa. Sọc xanh nữa, cô tông 8 kg
có tâm sức hàng nè, trời ơi mua về cho biết mà bạn sướng lắm. Chó em cho thẻ đúng rồi, cô tâm sức hàng. Cô tông xuất hàng nha mấy chị nha, 35.000 không có ở đâu bán đâu mấy chị ơi, em nói thiệt với chị luôn, em có sập xanh chị là nói chốt hàng đẹp lắm. Size tới 17kg nè, cái này size tới 17 đẹp lắm mấy chị ơi, hàng mà luôn, bán tặng nha mấy chị 39.000. Tiếng này mà em lào được ngàn nào cũng mấy chị, em đi đầu chứ đất liền thiệt luôn. Riêng cái bộ cô tông này này hàng xịn xà lắm luôn mấy chị, size 12-14kg này bán tặng cho mấy chị 45.000 này. Cô tông của em nó mướt mượt mượt luôn mấy chị, mạch thấm hút mồ hôi cực kỳ này, cái quần cô tông này 45.000 này. Cái này em like xong xếp là xong. Cô tông xuất hàng xanh 29 nha mấy chị nha. Cô tông mở, cô tông có 13kg không biết bao điểm mấy chị. Cái này size 70kg mấy chị nha. Cô tông hồng có rồi đó. Cô tông hồng lá hai bộ hả? Cái sao này lá một bộ màu, lá một bộ màu hồng nữa ha. Lấy một bộ màu hồng nữa ha. Cái máy cô tông này mặc sướng lắm. Ê, cô tông hồng này đúng không? Cô tông hồng này đúng không? Không nhầm á. Lấy cô tông hồng này 45.000 đúng không Yến? Lấy hồng này đúng không? Này lấy một bộ cô tông xuất hàng với một bộ này đúng không? Lấy hai bộ. Hai bộ size 5 56 ha. Lấy một bộ size 5 size 6 10 cái cô tông. Lộn 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 thì ok chị. Cỡ này chị Hương cỡ trước mà ông Thái. Ừ. Hương cỡ 45 này. À, lấy bộ cô tông xuất hàng luôn. Chỉ có hai bộ cô tông xuất hàng thôi nha, còn cái bộ kia của chị kia mấy con. Size 5. Cái size 5 size 6 á chị ơi, hết hai bộ size 5 rồi. Chị đánh hơn. Hai bộ size 5 size 6. Chứ hết size. Không mã hổn. Mickey nè mấy chị ơi, bán tặng 35.000. Chứ đẹp gái là gì, đẹp gái hơn con đen. Mickey nha mấy chị, 39.000. Mickey size 71kg. Chị nào lấy đỏ chút đỏ này mấy chị, bán tặng 39.000. Cái này em còn size tới 12kg nha mấy chị nha. Burberry 39.000. Cái này em bán tặng hết cho mấy chị 39.000. Mạng lát nghe giật giật hả chị? Trời ơi, bây giờ em cũng không biết làm sao đây. 39.000. Giờ em cũng trẻ biết không luôn á. Cái gì vải gì? Cái gì vải gì? Vải gì? Không, không có đâu chị.
Hết số rồi. Hết số rồi, hết số rồi. Hết số. Nè, cái này là hàng đại này bán 29.000 nè. Mickey hàng chắc đẹp lắm. Hàng chắc bao phê Yến ơi. Cũng đẹp hết, khỏi trần khỏi chắc đi mấy chị, em nói thiệt. Nè. Cái này size 18-22 kỹ nha. Size xấu ok chị. Đáng lý mà mấy chị ơi, cơ hội. Con đi đâu vậy? Dồ, đi ra nhanh lên. Đi ra ngủ đi. Xếp vàng này mấy chị ơi. Size 19-22. 9.000 không ở đâu có đâu mấy chị ơi. Em nói thiệt luôn. Mấy cái cô tông này của em là hàng tèo hết. Cô tông này hàng tèo hết. Cô tông này của em là hàng tèo. Tèo hết. Vàng cho chị à. Cho chị điểm. Má chị em là hàng của tông tiều hết á mấy chị, nên là yên tâm đi. Cái gì đây? Cái sơ mi này chị nào có con lớn á. Sơ mi này bán tặng má chị 10.000. 10.000. 10 size 25 27 kg. 10.000. Đẹp lắm luôn. Đầm nha mấy chị nha. Đẹp chưa? Bán tặng cho mấy chị 35.000. Đầm size đại nha mấy chị. Cái này em có size tới 35 kg luôn. Cái này em có size tới 35 kg luôn. Size 35. Size tới 35 kg nha mấy chị nha, 35.000. Bộ đuổi bán là 29 nè. 29 nè mấy chị ơi. Đẹp lắm, đầm 33 kg nè. Bí này 33 kg luôn hả Yến. Nè mấy chị, 29.000. Cái này size từ 14 kg đổ về nha mấy chị. 12-14 kg. Gái trai mặc đều được bán đạt 29.000. Đầm. Tự hào. Cũng không biết tự hào ở chi. Đầm. Bán tặng nha mấy chị nha. Cái này bán tặng cho mấy chị 45.000. Nha mấy chị nha. 20 kg. 17-20 đầm Messi. Bán tặng 45.000.
đẹp lắm luôn nè mấy chị. Hàng đẹp lắm, 45.000 bán tặng. Mua đi, 45.000. nha mấy chị nha, cái này size tới 18. Size tới 18 kỹ nè. 45.000. Tụi em hàng logo dập nè mấy chị. Mua cái này em nói thiệt, mua cái này sướng hơn rồi chợ mua 100.000 ba bộ về mặt tắt quá. Bỏ xe này nha. Chắc em bỏ xe. Yên tâm chắc em bỏ xe. Hàng em còn bán 75.000 không à, chứ không có cái giá này đâu. Hàng em còn bán là giá 65-75 ngàn thôi, nhưng mà tại lại thay không em bán đó chị. Set này kèm mũ chị nha, set này kèm mũ. Kèm mũ nha mấy chị nha, set vùng bố kèm mũ. Bán tặng hôm nay 65.000. Kèm một cái mũ cốp nữa nha mấy chị nha, mũ cốp nè. Trai mặc đều được hết. Trai gái mặc đều được nha mấy chị nha. Kèm mũ cốp. Nè, bán tặng hôm nay 65.000, kèm mũ. Bán chị đó. Cái này size tới 14 tí mang vừa. Size tới 14. Kèm một mũ nha mấy chị nha, size tới 14. Ở đâu còn một set này nè trời. Hôm bữa bà kia bà hỏi mà em nói thiệt luôn kêu không còn á. Bây giờ ở đâu nó lòi ra một set này. Đẹp chưa? Bán tặng mấy chị nè, 49.000. 49 nha, size 14 15 kg 49 nha, set ống ly áo lệch vai nè. 49.000. Chị nào muốn lên Nam Đại, Nam Đại. Wow. Lỏng đầu. Đầm. Đầm bán tặng 45 này. Wow, mấy cái đầm đây em. Tiền lì xì của con mua đi mấy chị. Lấy tiền lì xì mua đi. Cầm. Em nói nó đẹp lắm mấy chị ơi. Size 18 hay 2 kg mang ok. Bán tặng 45.000 một cái đầm. Mỗi đầu bán. Cái này là để em thay xong nha mấy chị. Chị mua mấy chị đừng có để ý gì giá tiền hồi xưa em bán đó. Em nói thiệt luôn. Còn đầm Doraemon không hỏi trời em xíu nha. Xếp đẹp lắm. Cái này size 18-22 kg. 18-22 bán cho mấy chị 60kg luôn. Đẹp lắm. Mua đây không sao. Đầm Doraemon đây. Làm Doraemon đây. Em còn được 1-2 cái gì đó hả? Về tháng giêng gì mẹ lái tiền. Tháng giêng, tháng giết gì mất. Em cho chị gửi chị 10, chị 10 nào chạy chị 10 giá. Gửi chị 10 hả? Này cái đầm Doraemon này 85.000 hàng đẹp lắm luôn á chị. Này. Cái này em nói chị nó lấy cái gì mà. Em nói thiệt. Nó lấy hai cái gì mà. Cái này là hàng Quảng Châu nha chị. Mấy chị chắc lì đẹp.
xịn lắm. Xếp kem hết rồi còn một cái. Xếp kem hết rồi. Bữa mua hồng rồi hả? Giờ lái màu màu, màu xanh á. Màu xanh em còn size 11, 12 kg hả chị à? Em còn size 12 à? Một cá 8 kg yến lái đi. Hàng đẹp lắm. Sướng lắm. 85.000 một cái. Đó, như cái này 65.000. Chắc nó cũng đẹp nhưng mà không đẹp không bằng cái Doraemon chị nha. Nó thiệt cứ thẳng chị mấy cái tiền nào của đó nên là mấy chị yên tâm. Mấy chị mua mấy chị biết nè. Cái này 65 màu điên nè. Em còn chỉ có 12 thôi à chị à. 12,5 biếm á. Biếm. Hồi bữa em lái em bóc cho chị xe máy. Bữa em bóc cho chị xe máy. Bữa em bóc cho chị xe máy à. Đầm phòng này. Không, bữa em bóc cho chị xe máy. Tại cái này còn xe 2 kg. Tại cái phone này nó hơi to hơn cái phone bình thường. Đầm này vô shop em nói thiệt luôn, bán ít nhất cũng phải 110.000 một cái, đảm bảo quá mấy chị. Size 2, cái này còn size 2 nha chị nha. Cái này em còn một cái size 2. Cái này em còn một cái size 2. Tại cái này foam nó bình thường, foam nó rộng, size 2 bình thường là 10 có 11 thôi, nhưng mà cái size này nó hơi to. Là chị 2 kg. Nên là bóc size 2, bây giờ em sẽ bóc size 2 cho chị nha. À là nó hết rồi, còn xe 1 với xe 2 à. Xe 1 với xe 2. Mặt sướng lắm mấy chị ơi, em nói thiệt với mấy chị luôn. Rồi lắm rồi xanh, ok chị. Còn em đâu còn gì nữa đâu. Hôm bữa em nhiều quá trời luôn á. Đợt Tết á, em đợt Tết em mặc em nhiều. Em thấy nó đẹp quá. Đẹp quá, em set này bán tặng luôn 39.000. Một áo trẻ qua nha mấy chị nha. Cái này trẻ qua nè. Bán tặng 39.000. Này size 10-12 kg đang ok. Như con cả mặc ok này. Cái này mặc mấy chị mặc vừa. Mấy chị mấy chị hàng này là mấy chị phải mặc tuột xuống một size thường nó mới đẹp. Tại vì mấy cái này là mấy chị mặc vừa ôm đẹp. Cái này mấy chị mặc rộng nó sẽ xấu. 39.000 xếp trắng. 39.000 xếp trắng. Size 12. 12, 13 cực nha xếp này. Bán tặng 39 xếp xám. Xám 39 này. Xếp xám 39. Set này kèm một cái mũ nha mấy chị nha. Cái này size 10-12. Cái này kèm một cái mũ. Cái hoa tường em 75.000. Cái đá em size 10 10 hình như size 12 13 kg. Đầm hoa nhí thử, cái đầm hoa nhí ở trên hả chị? Cái đầm hoa này hả? Đi xem. NE kèm mũ bán tặng nha mấy chị. Gái trai đều mang được nha mấy chị nha. Một cái mũ. Để em coi thử lái ra em bán tặng cho mấy chị luôn. Lái ra em bán tặng luôn nha. Bán tặng hết luôn. Để em biết còn size bao nhiêu nữa. Cái này tại em nhiều nha. Cái này tại em nhiều chứ thực sự không có nhiều. 29.000 bán tặng cho mấy chị. 29.000. Cái này là cái nút ở đằng sau nha mấy chị. Này 29 nè. Chị này lá hoa tím chút hoa tím bán tặng á, size đại. Cái này size từ 10 à. Size từ 14 kg nè. 29.000 hoa tím hoa vàng. Hoa tím hoa vàng bán tặng 29.000.
lắm mấy chị ơi, mấy chị nhìn nhà chơi đẹp lắm. Tại vì hàng em để nó hơi nhiều chứ thì chị mặc lên nó rất là đẹp. Cái này ở đằng sau nha, tặng 29.000, từ 14 cái này hình như tới 25 kg. Em để nó hơi nhiều. Vàng 22. Vàng này sao bao nhiêu đây? Cái này bán có 29, rất là đẹp. Vậy em không phát sai ta. Vậy em phát sai mà bắt chị tôi lỡ để mấy con. Bán 29 nha mấy chị. Hồi bữa nay tương tác là không có nha. Em còn vàng. Em còn vàng. Kho này còn 2 cái nè. Bán tặng cho mấy chị luôn. 29.000. 29.000 nha mấy chị nha. Size từ 18 kg. Size từ 18 tới 22 kg. 18 tới 22, bán tặng 29.000 luôn. Đó. Trời ơi, mua về cho mấy con đi học mấy chị ơi, hàng 29.000. Tư. Mày không ai mấy chị mua 29.000 đâu. Đảm bảo. Đảm bảo. Em còn một set ngố nữa. Đẹp chưa? Set ngố này em bị xẻ mấy chị. Chứ không có đâu. Set ngố này em bị xẻ đi. Nhịp lắm mấy chị ơi. 46 kg nha mấy chị nha. Bán tặng mấy chị 5.000. Hay 65.000 đi. Bán tặng 65.000. Set ngố đi. Mười bốn, mười sáu. Sáu mươi lăm ngàn này, set nhúng nè. Trời ơi, đẹp lắm mấy chị ơi. Set nhúng. Quần ống suông nha mấy chị nha. Ơ mới chắc. Mặc chắc quần ống suông. Bán 65.000. Cái này em cắt size cho tới 16-17 kg rồi đó mấy chị. 16-17 kg nha. Set. Bán tặng 7.000. Bán tặng 25.000. Bán tặng 25 nha mấy chị nha. Cái này size 57 kg nè. 57 kg. 57 kg này để mang đi sẵn nha. Em còn cái set này nè. Bán tặng cho mấy chị 45.000. Set chó đây mấy chị ơi. Ồ, hàng cô tông của em mấy chị yên tâm nha. 45.000 bán. Chị nào lấy chó xanh chút chó xanh. Cá vàng chút, cá vàng 45.000 thôi. Đừng để đi mai mấy công in lên giá nữa. Khổ lắm. Chứ hàng bán 75.000 mà giờ em bán thay xuân cho mấy chị 45.000 thì có đâu ra. Em bán em không lại, em điêu mất lật luôn. Bán khai xuân thôi nha mấy chị nha. Mẹ cái gì vậy? Mẹ ăn trời sữa cái gì trời? Trời xếp bán tặng nha mấy chị nè. 25 nghìn. 225 nha, là 25. 25 này mấy chị ơi, sao
13 kg 25 ngàn. Như vậy đó ta. Ba đi mấy chị, ba đi 9 ngàn nè. Cái này size từ 4 kg nè mấy chị, size 4 cho tới 2 kg. Ba đi sẽ 25 ngàn. Lên đi mấy chị ơi, tắm nhiệt tình lên, cái gì cũng chốt, cái gì cũng chốt á, cho nó khỉ nè, cái gì cũng chốt, cái gì cũng chốt cho nó khỉ. Set đó bán tặng 25 ngàn, thôi bán tặng 20 ngàn, 20 ngàn bán nha. Đây size 15-17, 15-17 bán tặng 20 ngàn. Em không có chị ơi, cái này nó còn cái gì đó nha mấy chị, còn cái gì em mang cái đó nha mấy chị. Chấm chấm chốt đơn, chốt đơn đầm bán tặng 29 ngàn, hàng đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 29 nè, 29 29 nè, 29 nè, 13-14 kỷ nè. Bộ 15 ngàn. Chị này lấy bộ chốt bộ. Hello chị. Hello mấy chị, Sela lên giùm em với mấy chị. 19-20 kg, 2 kg nhầm. 19-22 15 ngàn. 19-22 15. Trời ơi, áo này mấy chị ơi. Áo này size 9-12. Cái set nè. Cái set này size 14-15 kg nè mấy chị. Bán tặng nha mấy chị nè. Một quần kaki và một áo luôn nha. Quần kaki một áo bán tặng 39 ngàn. Một set nha mấy chị nha. Một quần 39 ngàn. 13-14-15 kg bán tặng 39 ngàn. Đồ bé trai 30 kg chị nào lấy chốt đơn. 145 này. 45, cái này em có size tới 35-40 kg nha mấy chị. 40 kg đơn. Chốt đơn. Chốt đơn. Quần nè mấy chị ơi, size 12-13 kg dập nổi nha. Bán tặng cho mấy chị luôn 2 ngàn. Bán đủ, bán bán thạo, bán tháo. Vâng chưa. Mấy chị 55 này, BB 55 nghe. BB rồi 55. Yếm đi nè mấy chị. Yếm đi dễ thương. Còn xa tới 10 nha chị nha, còn xa tới 10. Bán tặng 5 ngàn, yếm đi. Đi vô ngủ đi, chưa không ngủ mà bây giờ còn lạng cạn chỗ đó phải không? Đó. Nó là nghe không? BBR này tặng cho mấy chị 55 ngàn. Hàng đẹp lắm nha mấy chị nha. Này hôm bữa bán 85 ngàn mấy chị nha. Khai sơn em bán á. Chứ còn mới mùa hè mấy chị. Mai sẻ đâu. Mùa hè sẻ đâu.
mùa thì ông mới chịu. Em bán xong rồi đó. Dù mà đóng lên thì mai em còn xếp lại nha. Này bán thành 45 này. Giá xa từ 8 cho tới 16 tới nha chị nha. 8 45 hồng. View ít nhưng cũng không chị. Tại mấy mày á. Xé này nè chị. Cái này có size 8 cho tới 22 cỡ nha. Bán tặng 45 ngàn một set. Quần ống sớ này hàng đẹp lắm. Cái này à, em sẽ phân lụa. Còn cái gì không đấy. Cho nó lì. Quần chip này chị nào lấy chip chốt chip nè. 17k một cái quần chip nha mấy chị nha. Cái này em có size cho tới 30 tuổi á. Quần chip 17k một cái. Tới 15 kg. Thương lắm. Này. Đẹp. Xếp bao đì này. Dễ thương cực kỳ. Này. Bán tặng 65 ngàn nha. Hôm bữa bán 85 ngàn. Nói chung là đầu xuân khai xuân cái gì nó cũng rẻ này. Này. Tắt máy nè. Chán ồn luôn nè. Cậu ăn đủ rồi. Xe cái mũa ra mình con uống chừng đêm đêm mập mấy. Đồ nhiều mà không biết la gì. Ít lắm mà. Chán như con giác. Đầm. Đầm này kìa mũi nha chị nha. Gần này không phải gì lắm. Đĩ con mà ngân bú lên 3 ký nữa mới đĩa. Mục tiêu là phải xuống 44 ký. 44 ký thôi. 44, 45 gì đó ra được. Rồi con.
kem mũ nha mấy chị nha, bán tặng 6 lần. Đâm kem mũ 3 tới 18 kí. Mặt là nổi án ảnh. Bán cái gì đây trời? Bé không có ai mua hết chén đi. Buồn. Mười ký hai tháng là xuống được. Đầm xanh có xu không? Không. Có size 7 à? Size 7. Size 7 xu chị. Bữa đây nó mặc gì không? Cũng rỉ lắm. Cái này có xa tới 20 ký nha mấy chị nha, 20 mới. Cái này chip bên đây mấy chị mua mặc ở nhà. Cái này này nha mấy chị 45.000. 45.000. Cái này em còn xa 15 ký đổ lên tới 20 ký này, hàng rất là đẹp luôn. 45.000 cái này các tặng này. Còn 3 bộ. Chỉ gấp nhé mấy ơi, chuẩn bị sang hàng siêu thôi chứ còn. Bộ này của anh bán tặng luôn mấy chị 35. Đẹp chưa? Xanh. Hàng rất là đẹp luôn. Vô chắc vô khẩu trang vô quá. Nào hít bụi vô đó. Set này dễ thương cực kỳ luôn, nó có màu trắng dễ thương. Cái này em có xa tới 15 lý thôi nha mấy chị nha. Bán tặng mấy chị 55.000 này. Trời, hôm bữa em xỉ 75.000. Xỉ 5.000, 75.000, bán 95.000 là 20.000. Nãy thái cô Tông xuất hàng nữa. Yếm này mấy chị 13-15 ký này. 15 16-17. Cái tặng 25 ngàn.
Cái này size bao nhiêu đã? Cái này size 12 kg. 10 12. Cái này giống cái zoom không mấy chị? Cái zoom mặt hở lưng á, trời ơi đẹp lắm. Mình thấy một đống cô tông xuất hàng rồi. Nó nằm ở đâu á? Con từ lớp trước ngày mai cái này em like lấy ngày ha, mai là like tiếp mẻ này nè, 45 à 45, mua hàng đẹp lắm, size 10 12. Rồi bữa bán 75.000 á mấy chị ơi. Buồn mất chị quá. Mẹ thấy cô tông xuất hàng mà mẹ ra. Hello. Bị bệnh á, lo bị bệnh á mẹ ơi. Dễ con mình để tao chết chết. Thái một cục luôn mà nó nằm ở đâu ta? Cô tông hết hàng nữa là mở nhìn đi đâu? Đồ ta phải đi bán bao nhiêu đó? Đầm này bán tặng nha, đẹp chưa? Size 10 12 25, dài với những lúc cần là mấy chị không có để mua, em nói thiệt luôn á. Áo kiểu này rồi hàng đẹp lắm luôn nè. Cái này size 13 15 cưới bán tặng 35.000, áo nhũ Quảng Châu nha mấy chị nha, hàng đẹp lắm. Đôi bàn tay đừng để sau, ngỡ bên từ nay về sau. Chị nào nói mình tin tốt mình tin, mình có tin. Đẹp chưa? Ồ, cái này em nói thiệt chắc để dành mặt quá. Size 11-13 kg này, bán tặng 45.000 một cái. Éo len này là tại gia hàng đổi á mấy chị, chứ em không like hàng éo len. Éo len size 10 12 kg, đẹp lắm, 85.000 bán tặng thôi chứ còn. Pyjama nha mấy chị nha, pyjama bán bạn 49.000, hàng 65 đó mấy chị ơi. Còn cái gì đâu mà không đấy nè, em còn cái pyjama tiểu thư này nè, trời ơi mấy chị mua không được đâu nha mấy chị nha, có tiền cũng bây giờ cũng không mua được cái set bộ này luôn, em nói thiệt luôn, có đâu nữa mà mua.
Size 71 Mickey này 49 ngàn nè. 49 ngàn. Vàng. Đẹp chưa chị ạ? Đẹp chưa? Đẹp lắm, mua đây. Set này à. Đồ bí chai. Sao đi tí chị. Đồ bí chai nãy giờ em có like nè. À, không xếp hàng nãy giờ nó nằm đây nè. Trời ơi. Cô Tâm xếp hàng. Xếp hàng này em còn bí chai rồi nãy chị ơi. Có bí gái nè. Bí gái đâu còn được hai bộ. 35 ngàn nữa chị. Cô Tâm xếp hàng này. Hàng đẹp chưa? Có hàng đẹp lắm bây giờ. Cô Tâm xuất hàng. Em còn size 82 kg nè. Cô Tâm xuất hàng. Thanh lý 35 ngàn. Nãy giá nhiều lắm chị. Trời em xẻ quá trời quá đất nè. Mấy chị vô chia sẻ giùm cho em đi. Mấy công em vô thuê người kia. Em cũng tốn tiền. Em để tiền đó em cho em tặng cho mấy chị cũng được đó. Để tiền em tặng cho mấy chị cũng được. Nè mấy chị size 12-14 kg nè. 29 ngàn. Chị nào lấy đuổi đỏ chút đuổi đỏ nè. Nhờ mấy chị che sỉ lăn rỉ á. Chứ còn thuê người chia tính tiền cũng vậy đúng không? 79 kg 10 kg này mấy chị ơi. 39 ngàn. À 35 ngàn. 2 bộ 9 kg. À, cái gì cô Tông xuất hàng à? Cô Tông xuất hàng em nha. Cô Tông xuất hàng nè. Nhiều. Nó cho mọi cô Tông xuất hàng này. Em còn hàng mới gì thì một bộ 9 kg nha chị nha. Một bộ 9 kg nha. Lừa có một kiểu này thôi. Còn lừa có một kiểu này nè. Chị có thể lấy mẫu khác nhiều lắm. Em bán giờ em bán không có em bán gì đâu cho mấy chị. Vàng nè. Đó. Xong. Em bán tặng cho mấy chị 35 ngàn thôi á. Kem nè. Rỉ lắm á chị ơi. Vàng nè 8 ngàn nè. Xe lăn giùm em đi mấy chị ơi. Xe lăn. Xanh 35 này. Xanh 35 size 9-11. Quá nhiều thôi. Đâu. Lấy vàng 29 nha. Vàng 29 nè chị. Vàng 29 nè. Những cẩm tú. Cái này nó còn lỉ sai nha mấy chị nha. Điệp chưa bán tặng 35 ngàn. Size 9-11. Chị nào lấy trá trắng giúp em. Trá trắng đi.
Còn bữa mấy số 5 ngày nè mấy chị à. Không hề điêu đâu. Điêu cái tí nào. Điêu cái tí nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.